Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn ngày nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn ngày nay. Tuấn Dương đang có mặt ở trên cây cầu Nguyễn Văn Cừ nối từ quận nhất, quận 5 sang quận 8. Hướng này là chúng ta sẽ nhìn về phía sông Sài Gòn, Landmark 81, rồi Bitexco 68 tầng. Phía bên tay phải chúng ta đây là chung cư Khánh Hội, quận 4 thì có Khánh Hội 1, Khánh Hội 2, Khánh Hội 3. Còn cái hướng này đó các bạn là chúng ta sẽ đi sang con đường Âu Dương Lân, quận 8. Còn đây các bạn, hướng này là di chuyển về quận 5 này. Thì hôm nay xuất phát từ cái cây cầu Nguyễn Văn Cừ này, xin mời quý cô chú anh chị cùng với Tuấn Dương chúng ta sẽ đi chợ Xóm Chiếu, quận 4 để Tuấn Dương chia sẻ với các cô bác anh chị những các cái hình ảnh về đường xá giao thông ở Sài Gòn, những cái cây cầu xưa và nay, rồi những các cái hình ảnh buôn bán thực tế ở các cái ngôi chợ truyền thống tại Sài Gòn lúc này ra sao. Đi qua khu vực này các bạn thì rất là mát mẻ, nó không có bị cản gió nên là rất là mát. Và bây giờ những cây cầu này nối từ các quận với nhau, nó cũng giúp cho người dân di chuyển dễ dàng hơn, không cần phải sử dụng đò ngang hoặc là những các cái bến tàu, bến phà như ngày trước nữa. Thuyền bè ngày nay thì cũng ít hơn xưa. Đây chúng ta đã đặt chân đến con đường Bến Văn Đồn của quận 4. Và trước mặt quý cô chú anh chị phía bên tay phải đó, mình sẽ nhìn thấy khá là nhiều những các cái tòa nhà cao tầng. Đây là những cái căn hộ chung cư như là chung cư Khánh Hội 1, Khánh Hội 2, Khánh Hội 3. Song song với cái con đường Bến Văn Đồn này thì ở bên tay trái theo hướng mà Tuấn Dương đang di chuyển, đó là con đường Bến Trương Dương cũ, ngày nay thì có tên gọi là đường Đại lộ Võ Văn Kiệt. Đường xá khu vực quận 4 mà giáp với quận nhất ấy, lúc này được làm rất là đẹp. Mỗi một chiều thì có khoảng từ 2 cho tới 3 làn đường. Rồi phía bên tay trái của chúng ta đó thì có những cái ghế đá, rồi hàng rào cho mọi người đi bộ, tập thể dục. Nó cũng mình gọi là công viên cây xanh thì không phải, nhưng mà nó cũng như là một phần của công viên đấy. Còn ở đây là tòa nhà TNT Plaza. Mời cô chú anh chị chúng ta đi vô. Đây là một cái trung tâm thương mại thì ở bên quận 4. Có các cái nhà hàng rồi quán ăn. Thường các trung tâm thương mại thì mở cửa vào lúc khoảng 10 giờ sáng. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi trên con đường Bến Văn Đồn. Ở quận 4 đó thì mình thấy là có một cái cách trang trí cũng khá là hay. Đó là những cái cây hoa giấy, người ta làm một cái trụ, sau đó hoa giấy sẽ mọc ở phía bên trong. Rồi người ta sẽ cắt những các cái tán lá, nên là nhìn cũng rất là đẹp. Bên này là tòa nhà Orient. Đó. Cũng rất nhiều những cái tòa nhà cao tầng mọc lên. Đây, số 331 Bến Văn Đồn, phường 1, quận 4. Đây, Tuấn Dương sẽ quay ở phía bên trên để cô chú anh chị chúng ta nhìn những cái tòa nhà cao tầng, tòa nhà chọc trời. vỉa hè các thứ giờ được lát đá rộng, nhìn rất là bài bản nhé. Chuẩn của những các cái khu đô thị mới. Nhưng mà tuy nhiên thì khi sang bên khu vực quận 4 các bạn, nó cũng vẫn còn có những các cái khu chung cư cũ xuống cấp, như là các cái chung cư Tôn Thất Thuyết. Nhiều chung cư bây giờ không sau khoảng vài chục năm sử dụng, bây giờ nó xuống cấp, bong chóc, lở loét hết rồi, sắp xếp các thứ là mục. Một buổi nào đó Tuấn Dương có thời gian thì sẽ đi quay cụ thể chi tiết cho cô chú anh chị mình coi. Và qua đây thì chúng ta sẽ đi qua cái cây cầu dừa. Bên phía ngoài này là cây cầu dừa mới này, còn phía bên trong là cây cầu dừa cũ. Ở đây có một cái tòa nhà Grand Riverside. Ở đây cây cầu dừa đây các bạn này, đây là cây cầu dừa cũ. Cầu dừa trơn trượt lắm ai ơi, đi mà không khéo thì té như chơi. Nhưng mà đó là cầu dừa ở miền Tây thôi, còn cầu ở đây bằng bê tông rồi trải nhựa, nên ở đây thì không có sợ té. Và nó cũng có hàng rào xung quanh bảo vệ nữa nhé các bạn, nên là sẽ an toàn. Quận 4 là một quận mà có diện tích nhỏ nhưng lại rất là trung tâm. Ngày xưa thì quận 4 phức tạp, nhưng bây giờ thì quận 4 cũng phát triển, và cái tình hình an ninh trật tự thì tốt hơn ngày xưa rất là nhiều rồi các bạn. Nên là chúng ta có thể an tâm khi mà đi chơi cũng như sang bên quận 4 để ăn uống rồi mua sắm. Đây mình sẽ quẹo phải vào con đường Khánh Hội. Còn nếu mà hướng đi thẳng vừa nãy ấy, thì chúng ta sẽ gặp cây cầu Ông Lãnh. Bên tay phải và tay trái của Tuấn Dương là những cái cư xá Vĩnh Hội. Đây ngay khúc này các bạn có một ngôi chùa nhìn rất là đẹp nhé. Rồi bên tay phải của mình đây đường số 50 này, rồi mình sẽ đi vô trong này. Đây cũng là thuộc khu cư xá Vĩnh Hội, phường 5, quận 4. Quay để cô chú anh chị chúng ta coi một số những cái hình ảnh của những cái khu cư xá ngày xưa. Như ở Sài Gòn thì có khá nhiều cư xá, là cư xá Vĩnh Hội, cư xá Thanh Đa, rồi cư xá Kiến Thiết, rất là nhiều những cái cư xá. Đây chúng ta đi vô trong này. Những cái căn nhà mọc lên san sát với nhau. Phía bên trong này thì bà con ăn uống rồi mua sắm sinh hoạt. Bên phải là Ủy ban Nhân dân phường, phường 2, quận 4. Đây chúng ta sẽ tiếp tục đi ra con đường Khánh Hội để Đây, chúng ta đã có mặt trên con đường Hoàng Diệu rồi, thưa cô chú anh chị. Bên tay trái của mình là cao ốc H3 Hoàng Diệu. Việt Nam mình thì được thiên nhiên ưu đãi, cũng nằm gần đường xích đạo. Đây phía bên tay trái này các bạn, đây là cây cầu Ông Lãnh này. Đó, phía trước mặt quý cô chú anh chị là cây cầu Ông Lãnh từ quận Nhất nối sang quận 4. Mời cô bác anh chị cùng đi tiếp nhé. Đây là chúng ta sẽ đi tới xóm Chiếu. Đây, những cái căn hộ, căn nhà chung cư cũ kìa. Những cái căn nhà này thì có từ trước những năm 1975. Cô chú anh chị nhìn thấy thì các cái cư xá ngày xưa đó, làm với cái lối kiến trúc là một trệt một lầu. Trên thì lợp mái ngói. Tuy nhiên thì cũng có những cái căn hộ là bây giờ nó bị xuống cấp rồi và ngói nó bị hư nên người ta lợp lại mái tôn. Ôi trời ơi, đèn đỏ mà chiếc xe này họ vẫn vượt luôn này. Tới đây thì nếu mà quẹo phải chúng ta sẽ vào khu phố ẩm thực Vĩnh Khánh. Phố này chỉ bán buổi chiều là đông khách đây. Bắt đầu từ khoảng 5 giờ là bà con cô bác mình đã đi ăn nhậu rồi. Đây chúng ta vẫn đang có mặt trên con đường Hoàng Diệu và hai bên đường các bạn thấy là cửa hàng mọc lên nối tiếp nhau. Hiếm thấy có một cái mặt bằng nào mà không để bảng hiệu kinh doanh hay là buôn bán. Điều đó thì chứng tỏ là cái việc buôn bán ở đây cũng khá là nhộn nhịp. Đặc biệt là những cái cửa hàng ngoài mặt tiền có lợi thế. Thì ở Việt Nam người ta kẻ hai cái vạch. Cái vạch phía bên trong là được phép để xe gắn máy hoặc là bàn ghế, còn cái phía bên ngoài là cho xe đi. Còn đây phía bên tay trái này các bạn, đây là cây cầu Cam Mét này. Rồi Tuấn Dương sẽ đi tiếp nhé. Mình mời cô chú anh chị chúng ta đi ngôi chợ xóm Chiếu. Đây nếu mà quẹo phải các bạn, chúng ta sẽ đi vào con đường Lê Quốc Hưng. Tuấn Dương sẽ đi một vòng quanh cái khu vực này, sau đó mình gửi xe. Nếu mà đi thẳng đây các bạn là chúng ta ra gặp Nguyễn Tất Thành, rồi khu cảng Sài Gòn này. Nhiều người hỏi Tuấn Dương là ăn buffet trên tàu ở đâu, thì chúng ta đi thẳng cái lối này, đi vào số 2 Nguyễn Tất Thành. Và ngay ở phía trước cổng chợ xóm Chiếu đó các bạn, thì đây có một cao ốc có tên là cao ốc Đinh Lễ này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng quanh ngôi chợ Xóm Chiếu. Sau đó rồi Tuấn Dương sẽ giữ xe rồi chúng ta vô trong chợ nhé. Đây là góc đường Đinh Lễ cắt với đường Lê Thạch này. Phía bên tay phải thì chúng ta gửi xe. Quẹo trái là ra Nguyễn Tất Thành. Đó. Đó, cảnh người dân buôn bán. Bán hàng rong, bán ống tăm bông. Rồi những người đi tiếp thị bán dầu ăn. Chợ truyền thống ở Việt Nam đấy các bạn. Đây cũng là một cái ngôi chợ lâu đời, phục vụ cái nhu cầu buôn bán của người dân quận 4. Những cái xe rác này các bạn này, xe rác để giữa đường. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quẹo phải. Giờ mình sẽ gửi xe để đi vô trong chợ nha các bạn. Cổng chợ là khúc này. Rồi bên kia là đường Lê Nam, tiệm vàng Kim Tài Thảo. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn ngày nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ những hình ảnh về quận 4 Sài Gòn. Ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở góc đường Hoàng Diệu cắt với con đường Lê Thạch. Đây đang là góc ngã tư Hoàng Diệu cắt với Lê Thạch. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì xin mời quý cô chú anh chị cùng với Tuấn Dương, chúng ta sẽ đi trên con đường Hoàng Diệu. Sau đó chúng ta sẽ qua cây cầu Khánh Hội, đi về phía khu vực công viên Bến Bạch Đằng. Rồi chúng ta sẽ đi qua quận Nhất. Hôm nay là cái ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ 4 ngày tại Sài Gòn. Đường phố cũng đã bắt đầu là đông đúc hơn mọi ngày chút xíu. Và ngày hôm nay đó thì các cái nhà banh cũng như là các cơ sở kinh doanh cũng chưa có hoạt động toàn bộ. Chỉ có một số ít những các cái cửa hàng buôn bán thì người ta hoạt động thôi. Và trước mặt chúng ta đang là góc của đường Nguyễn Tất Thành cắt với con đường Hoàng Diệu. Quẹo phải thì chúng ta sẽ đi về quận 7. Còn quẹo trái chúng ta sẽ đi ra cầu Khánh Hội để về quận Nhất. Và cô chú anh chị nhìn thấy là hiện nay thì quận 4 đã rất là khang trang. Hệ thống đường xá này nọ đó đã được chỉnh trang, nhìn rất là đẹp. Phía trước mặt cô chú anh chị là những cái hàng cây hoa giấy trồng ngăn cách giữa hai làn đường, giữa hai chiều. Thì bây giờ người ta cũng có làm những các cái sắt để ngăn không có cho dòng người đi qua đi lại một cách dễ dàng. Và gây nó sẽ làm cho xe cộ di chuyển thì an toàn hơn, không bị mất trật tự hoặc là nguy hiểm. Nếu mà đi thẳng này chúng ta sẽ đi vào về phía công ty cấp nước Sài Gòn. Các bạn nhìn thấy cái thủy đài rất là lớn này. Đó. Rồi đi thôi các bạn ơi. Đây đang là con đường Nguyễn Tất Thành. Trước mặt chúng ta là cây cầu Khánh Hội. Nếu mà mình muốn đi tàu buýt sông hoặc là ăn uống gì đó thì cô bác hãy đi rồi đây là số 5 Nguyễn Tất Thành. Mình ví dụ như mình mua vé đi thuyền buồm Đông Dương Indo-China đấy, là chúng ta sẽ mua vé tại đây này. Đi rồi chút xíu nhé, để lát xíu mình lấy cái mình ra mình hỏi thăm để hướng dẫn cô chú anh chị những ai mà đi mua vé tàu. Đấy, có xe buýt 2 tầng này. Rồi đây là ga hành khách tàu biển cảng Sài Gòn. Đó, cô bác tới đây thì mình nếu mà đi xe gắn máy đó thì giữ xe ở phía bên này là có bãi giữ xe. Còn đi thẳng vô đây đó thì có cái khu vực kiểm soát. Đó, chúng ta sẽ đi kiểm soát xuất nhập cảnh là ở đây này. I love Hồ Chí Minh City, Sài Gòn Princess, là rất nhiều những các cái con tàu. Mình mua vé xong mình vô trong này. Còn kia là tàu Elisa này. Bây giờ Tuấn Dương sẽ ra đây, Tuấn Dương hỏi cái vụ mà ăn vé buffet trên tàu như thế nào nhé. Trước thì mình cũng có trải nghiệm xong rồi nhiều người hỏi thăm, mình không có lấy số điện thoại. Win An, nhà hàng tiệc cưới Hoàng Hải. Đây một số người đang hỏi mua vé này. Đây có cái chị ơi cho em hỏi cái mà gì mua vé để ăn buffet ở trên tàu ấy, thì là liên lạc số điện thoại nào chị? Dạ, dạ. Rồi đặt là một trong hai số phone này đúng không chị? Thuyền buồm Đông Dương. Có phải là ăn buffet trên tàu không? Giá vé là 500.000 một lượt à hay sao chị? Từ 500.000 đến 700.000. Rồi thưa chị, còn à la carte thì phải đặt trước hay? Chỉ buffet không đúng không? Dạ rồi em cả. Buffet với set menu. Dạ thưa là tới từ mấy giờ chị? 6 giờ đón khách, 7 giờ tàu chạy. Chạy đến mấy giờ thì về thưa chị? Em cảm ơn. Dạ. Đấy, như vậy là đây tàu đấy các bạn này. Thì 6 giờ là bắt đầu đón khách, 7 giờ tàu chạy. Còn 9 giờ 15 là tàu sẽ quay về cập bến. Lát mình sẽ để cái số điện thoại lên. Mấy hôm trước mình quay mà các cô chú cứ hỏi thăm thì mình hôm đó mình cũng không có lấy số điện thoại. Còn khu này các bạn là cái khúc bến Nhà Rồng này. Đây Tuấn Dương sẽ quay một lượt cho cô chú anh chị chúng ta coi. Lúc này đây thuộc cảng Sài Gòn nhé. Du khách cũng có thể vào đây để tham quan bảo tàng. Thì nếu như mà chúng ta vô tham quan đó, thì chúng ta giữ xe rồi mua đồ lưu niệm ở đây. đến Nhà Rồng. Còn đây là các bạn cây cầu Khánh Hội đấy. Rồi mình sẽ quay ra đi lên trên cầu để đi sang quận nhất. Đây, chúng ta sẽ quẹo phải cái hướng này để đi lên cầu. Mình đã từng đi sang bên Singapore và mình thấy thì cảnh quan nói chung ở bên Úc sông Sài Gòn của mình, Bến Bạch Đằng các thứ, là thấy có tiềm năng hơn là ở Singapore. Nhưng mà nước bạn thì lại tổ chức rất là tốt. Nước bạn là tổ chức tàu bè đi du lịch rồi đi ngắm cảnh trên sông rất là tuyệt vời. Còn ở Việt Nam mình thì cũng chưa có khai thác được hết cái lợi thế. Đây, cái khúc phía trước này là cái tòa nhà của bên cục hải quan của thành phố này. Bên ngoài này các bạn là những cái bến neo đậu của những các cái chiếc du thuyền. Bên kia thì là quận 2. Bờ sông bên kia là thành phố Thủ Đức, quận 2 đó. Còn đây là phố Nguyễn Huệ. Cái hôm mà coi bắn pháo bông các bạn, ở đây kẹt cứng ngắc luôn. Chào mừng Quốc Khánh 2 tháng 9. Các bạn thấy là có những cái du khách người nước ngoài sang Việt Nam chơi thì họ đang di chuyển để chụp những cái tấm hình thật là đẹp. Đó, mừng Quốc Khánh 2 tháng 9. Đây, một bạn nữa chuẩn bị chụp hình. Rồi ở dưới kia các bạn thì tàu buýt sông này. Ta đi tiếp nhé. khúc này thì cái lượng người tới đông nhưng mà lại không có chỗ để giữ xe, không có bãi giữ xe và hơi bị thiếu cái nhà vệ sinh công cộng. Đây bên này là các bạn là khách sạn Majestic. Một cái khách sạn 5 sao theo cái lối kiến trúc từ cái thời Pháp. Ở ngay khúc này thì cũng có mấy cô dừng lại để chụp hình. Đây là ga tàu cao tốc Bạch Đằng. Thành phố trang trí những các cái tiểu cảnh và người dân để tới chụp hình để lưu lại. Còn phía trước mặt cô chú anh chị ngày xưa người ta gọi là cầu Thủ Thiêm 2 thì ngày nay đặt tên là cây cầu Ba Son do nó gần với nhà máy đóng tàu Ba Son. Đây có tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Nhiều người tới thắp nhang tưởng niệm. Khu vực này thì gọi là công trường Mê Linh. Rất nhiều những các cái cao ốc ở khu vực này nha các bạn. Đây chúng ta đang có mặt ở tòa nhà Mê Linh Point, công trường Mê Linh. Đó, còn trước mặt đây là khách sạn Riverside Renaissance. Ở đây tượng đài Trần Hưng Đạo, phía sau lưng nhìn ra bến Bạch Đằng này. Mời cô bác anh chị chúng ta đi về phía đường Đồng Khởi. Ngay góc đường Hồ Huấn Nghiệp cắt với đường Đồng Khởi. Đồng Khởi ngày xưa có tên là con đường Công Lý. Rồi mình sẽ quẹo phải vào con đường Ngô Đức Kế. Khúc phố Nguyễn Huệ thì ngày hôm nay người ta bắt đầu dọn dẹp cái sân khấu. Đấy, có những cô áo dài này là tiếp thị các cái tour dịch vụ massage, rồi các cái tour du lịch. Mấy ngày trước thì cô chú anh chị thấy là lúc mà Tuấn Dương quay cái buổi tối mà mọi người đi coi bắn pháo bông ấy, khu phố này là gần như là chật kín người. Ngày hôm nay thì mặc dù là mát mẻ nhưng mà khách đi chơi không có nhiều. Có lẽ mọi người về nghỉ để chuẩn bị cho một cái kỳ làm việc sắp tới. Phía trước mặt quý cô chú anh chị là tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố. Còn nếu như mà chúng ta quẹo trái cái hướng này đó các bạn, xin lỗi, quẹo phải hướng này đó là chúng ta sẽ đi ra con đường Nam Kỳ không phải đường Đồng Khởi. Tuấn Dương lộn. Cái khúc Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì bên kia. Để nhường cho ông Tây này ông đi. Ở đây có một cái sân khấu này. Khu vực đang thi công, không phận sự miễn vào. Rồi bên này thì là cái khách sạn Continental Sài Gòn nhé. Bây giờ chúng ta đang có mặt trên con đường Lê Lợi. Bên tay trái là công viên Lê Lợi. Xưa cái khúc này đó là bùng binh cây liễu này. Giờ thì người ta dựng lên một cái đài phun nước hoa sen, nhìn rất là đẹp. Cái hướng này đó các bạn là chúng ta nhìn về phía công viên Bến Bạch Đằng. Còn ngược lại, hướng ngược lại này cô chú anh chị, chúng ta sẽ thấy cái tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố. Với một cái kiến trúc xây dựng từ cái thời Pháp rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ mời cô chú anh chị chúng ta cùng đi trên con đường Lê Lợi hướng về phía chợ Bến Thành. Đây là góc của đường Pasteur cắt với đường Lê Lợi. Bộ mặt của thành phố mỗi ngày một đổi thay đẹp hơn. Đây là góc của Nam Kỳ Khởi Nghĩa cắt với đường Lê Lợi. Bên tay trái của chúng ta là Sài Gòn Square. Xin lỗi, Sài Gòn Square là phía trước mặt kia các bạn nhỉ. Còn bên tay trái là Sài Gòn Center. đây trung tâm quận nhất nhưng mà vẫn rất nhiều các cái mặt bằng còn bỏ trống, chưa có người thuê mướn. Phía trước mặt cô chú anh chị là cửa nam của chợ Bến Thành. Đây, những các cái đoàn khách du lịch khi mà sang Việt Nam ấy là có xe đưa rước thì họ sẽ dừng xe ở đây, dừng xe 45 chỗ. Rồi các du khách đang chụp hình. Mặt trước của chợ Bến Thành người ta mang cả những cái cây gọi là cây gậy selfie tự sướng. Rồi mình sẽ đi ra phía cửa Tây. Và tới đây thì Tuấn Dương cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn các cô chú anh chị đã dành thời gian để xem hết clip. Và hãy đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để đồng hành cùng Tuấn Dương trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.